Hello, ngày mới văn bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay Caramen đổi món nấu mì cho văn bãi ăn. Đây là nguyên liệu để Caramen nấu mì tôm cho văn bãi ăn. Văn bãi mời cả nhà cùng xem Caramen nấu. Rồi văn bãi phụ Caramen bắt nước lên nha cả nhà. Caramen cho bò vô viên vô. Quá đã. Nay trưa rồi Caramen nấu mì cho văn bãi ăn đổi món. Hôm nay Caramen thử thách dân bãi, trời ơi dân bãi quá sợ. Đó, Caramen cho hai gói muối vô, gia vị vô. Trời ơi, có bột ớt mà Caramen ria kìa. Dân bãi dòm thấy chóng mặt luôn. Tuy rằng mì tôm bình thường nhưng mà Caramen nấu dân bãi dòm thấy quá ngon. Đó, trời ơi, một giá tương ớt. Cái nước nó đỏ cứ bằng ít xịt luôn. Đó, giờ nước sôi bò vào viên chín rồi Caramen cho nấm vô. Rồi cái nước nó cay, nó bốc cái hơi lên, nó nồng cái lỗ mũi dân bãi kêu còn rẻ mạt luôn. Caramen cho mì vô. Quá đã. Đó, caramen cho xúc xích vô. Quá phê cái món này. Trời ơi, nửa giá ớt sắc phanh. Nó cay luôn, rẻ mạt luôn. Rồi vậy là xong rồi, giờ Caramen nhắc xuống nha cả nhà. Rồi Caramen nấu mì xong rồi cả nhà, múc ra nồi lẩu rồi. Dân bãi chấm tương ớt. Dân bãi mời cả nhà cùng dùng mì với dân bãi. Dân bãi ngồi dựa theo mé sông, sông nước hữu tình, cả nhà thấy có đẹp không cả nhà? Dân bãi mời cả nhà cùng ăn mì với dân bãi. Trời ơi, chưa mà Caramen nấu mì tôm cho dân bãi ăn mà trầu bỏ ớt trái nào trái nấy rồi, dân bãi thấy dưỡng ốc có cục luôn. Quá đã. Dân bãi húp cái nước rồi nó cay cỡ nào, chậu cay cứ bằng nông nàng luôn. Quá sức cảnh này. Dân bãi gấp bò vô viên, dân bãi cho lâu vô tương ớt luôn. Dân bãi mời cả nhà bò vô viên. Quá đã. Trời ơi, phải mời cả nhà mì. Caramen ớt phần caramen sắc dòng bãi gom vô. Bãi mời cả nhà ớt với lại xúc xích, bãi lùa ớt vô. Trầu dầu ớt nó cay, cây dân bãi cùng rớt mọi hộp luôn. Dân bãi ngồi dựa mé sông, sông nước thì hữu tình, biển trời thì thơ mộng. Trầu dội dân bãi ngồi ăn mì quá đã. Nó cay nhưng mà đều cái nước gia vị trong mì cộng thêm chút xích với lại bò vào viên với nấm, nó ra cái nước nữa nó rất là ngon luôn. Tuy rằng nó đơn sơ giản dị nhưng mà nó rất là ngon. Trời
ôi ôi nó cay. Văn Bãi mời cả nhà xúc xích với nấm. Quá đã. Bãi quốc vô phanh ớt vô. Nó cay gần bãi cho cay tới luôn. Cái ớt nó cay mồ hôi văn bãi luôn. Nước chảy như thác đổ à. Chảy thì thương luôn. Cái món mì tôm đồng quê văn bãi ăn quá phê. Mồi vào riêng văn bãi cho lăn lẩu vô tương ớt. Dân bãi kem vô một cái phanh ớt nữa. Dân bãi mời cả nhà bồi vào viên với phanh ớt. Quá đã trời ơi, cái ớt nó cay cứ bằng nông nàng luôn. Cài mồ hôi văn bãi nó đổ thấy thương luôn. Cài nhiêu cài mà nó ngon là văn bãi ăn cơ mà lên bờ xuống ruộng luôn. Bãi cho lậu vô. Quá đã. Mồ hôi chảy ướt mặt luôn. Bởi mời cả nhà bồi về riêng. Quá đã. Văn bãi ở gần sông này nè cả nhà. Sông này xà lan với ghe đồ chạy cũng rất là nhiều. Quá phê. Khen caramel nấu cho văn bãi ăn ngon. Tặng caramel nó nấu nữa cho văn bãi ăn chứ. Mà văn bãi mà chê cái caramel nó giận không nấu, cái văn bãi nhìn thèm luôn. Văn bãi quá tội nghiệp. Ớt thấy thương luôn, chẳng bãi vớt ớt rồi. Bãi cho lậu vô, đó. Ớt với bò và viên, chẳng bãi mời cả nhà. Bãi lùa ớt rồi. Ớt nó cay, mồ hôi chẳng bãi ướt mặt luôn rồi.
bãi mời cả nhà cả trà đá. Quá cay. Bãi cho bò và viên lậu vô. Đó, dòng bãi để lên. Một lát xúc xích nữa. Đó, dòng bãi mời cả nhà. Quá đã. Mồ hôi dòng bãi quá cỡ rồi. Ớt một cay luôn. Mồ hôi dòng bãi nữa. Chảy luôn. Vừa thác đổ rồi. Bãi cho lậu vô. Bãi mời cả nhà xúc xích. Cái món này thật sự, tuy rằng mì tôm chứ nó rất là ngon luôn. Cái món này dân bãi ăn học bổ bề ngang, nó cũng sang bề dọc. Thấy thương luôn. Bãi quét tương ớt lên. Bãi mời cả nhà. Ôi, nó đã. Bò dò viên dân bãi cho lậu vô. Đó, bò dò viên với lại nấm. Dân bãi mời cả nhà. Quá đã. Bãi ăn gần hết mì rồi. Nó ngon dân bãi ăn cơ bằng quá đã luôn. Bò viên dân bãi cho lậu vô. Bãi mời cả nhà, bò dò viên. Nó cay, mồ hôi dân bãi nó chảy thì thương luôn. Chảy nhiều cũng chảy. Ngon dân bãi chơi. Lớn luôn, đó. Bãi tém cái ớt này luôn. Dân bãi bẻ cái đầu ớt này, để cái đầu ớt này dài nhằn cứ ngắt quên. Dân bãi nuốt vô cái nó mắc cổ, cái dân bãi té ngàn luôn. Sông của quê dân bãi nghe xà lan chạy vậy đó cả nhà. Cả nhà thấy có đẹp không? Quá đã. Đó, dòng bãi kẹp với ớt chia lại một banh xúc xích. Đó, bãi cho lậu vô tương ớt luôn. Bãi mời cả nhà chơi ớt chia lại xúc xích. Trời ơi. Trời ơi, chơi ớt một cây. Cây mà mồ hôi của dân bãi nó đổ phải thương luôn. Ớt gì mà nó cay rẻ mặt. Bãi gươm hết vô.
bãi mời cả nhà bò vào viên với xúc xích. Quá đã. Bãi ăn còn cái nước không cả nhà? Cái nước nó ngọt nó cay, dân bãi húp người rồ 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 như người ta kéo đận cò luôn. Kéo người rồ 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 luôn. Quá đã. Còn miếng nước rồi, dân bãi bỏ cả nhà ơi. Dân bãi mời cả nhà ca trà đá. Nó ngon dân bãi ăn. Hết cái nồi lẩu luôn còn có miếng nước à. Nó ngon dân bãi ăn quên quên cái bụng dân bãi no muốn bể cái bầm luôn. Quá sức chặng này quá sức. Dân bãi cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của dân bãi nha cả nhà. Dân bãi xin kết thúc video tại đây. Cả nhà thấy dân bãi với Caramel nấu cái món mì này có ngon có hay, cả nhà cho dân bãi với Caramel xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi với Caramel có động lực với những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.